Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh V-Channel Cuộc Sống Mỹ. Thì hiện tại các bạn cũng đã biết virus corona nó đang hoành hành khắp toàn cầu. Ở Mỹ hiện tại đã có hơn 2.000 ca nhiễm rồi và có 48 ca tử vong. Ở nơi Vin sống, bang Mississippi thì ca đầu tiên được phát hiện vào ngày 11 tháng 3. Cho đến ngày hôm qua 15 tháng 3 thì nó tăng lên là 21 ca rồi. Vào ngày 13 tháng 3 thì Tổng thống Donald Trump thông báo tình trạng khẩn cấp quốc gia. Và sau cái thông báo này, hầu như mọi người rất là lo sợ và ai nấy cũng đều đi ra tiệm tạp hóa mua đồ, mua hết những cái thực phẩm và những cái vật phẩm thiết yếu cho cuộc sống. Thì hôm nay các bạn theo chân với anh xem ở ngoài những cái tạp hóa, những cái siêu thị tình hình đó như thế nào ha. Rồi, các bạn có thấy đây là cái bãi đổ xe của siêu thị. Hồi trước nó không có đông như thế này đâu. Thường Vin đi shopping nó không có đông như vậy đâu. Bây giờ rất là đông. Đậu xe mà mẹ Vin phải chạy vòng vòng một hồi mới có chỗ đậu xe. Ở trước siêu thị, trước cửa siêu thị thì khi mà lấy xe đẩy á, có những cái nơi nó có những cái khăn giấy ướt tiệt trùng á, để mình lau cái tay cầm xe đẩy. Như là hết rồi nhưng mà bên trong còn để vào bên trong. Các bạn thấy không, cái xà bông nè, những cái nước rửa tay hết sạch luôn. Rồi qua đến cái giấy cũng không còn luôn, giấy vệ sinh hoặc là giấy mà để chùi miệng rồi các bạn hết sạch, không còn gì hết. Hôm nay vì gia đình Vin đi cũng sớm chứ nhưng mà vẫn không còn, không kịp luôn các bạn. Rồi đến nước cũng không còn các bạn, không còn, chỉ còn những cái nước mà loại như là nó có pha vị trái cây ở trong đó, hầu như là hết sạch, không còn gì hết, người ta phải treo cái biển hiệu. Gạo thì do khu Vin sống là cái không có người châu Á nhiều cho nên cũng còn nhưng mà cũng không còn bao nhiêu hết. Trước Vin đi thì lúc nào cũng còn đầy hết trơn. Rồi đến mức mà các bạn biết không, những cái loại nước tẩy rửa nè, rồi những cái giặt nước giặt đồ, xả vải đó, vân vân và vân vân hết luôn, không hết sạch. Rồi đến khu trứng, trứng cũng không còn luôn, hết luôn. Còn một vài le que vài cái thôi. Chứ hôm trước anh mỗi lần đi siêu thị là lúc nào cũng đầy từ trên đến dưới, tại vì hết là người ta sẽ sắp thêm chất thêm hàng vào. Bánh mì thì hầu như cũng còn á, nhưng mà nó vơi đi rất là nhiều, tại vì hầu như lúc nào anh đi siêu thị anh cũng thấy còn đầy hết trơn á. Rồi đến các bạn thấy rồi, thấy rồi các bạn, cái bánh mì mà để làm bánh hamburger hầu như hết luôn. Rồi đến nước trái cây cũng không còn nữa các bạn ơi, nước trái cây cũng còn ít xịu rồi. Không thấy luôn, đây nguyên cái thùng bên này đó là đầy nước trái cây hết nè, bây giờ cũng không còn. Thịt cũng không còn luôn các bạn, thịt gà, thịt heo, thịt bò, trống trơn, Trung Quốc hết. Cũng may là vẫn còn đó chứ, nhà Vin cũng mua nhưng mà không có đầu cơ tích trữ nhiều, như mình mua vừa phải cho tuần tuần, thì hôm nay mẹ Vin đi cũng khoảng 2 tuần. Rồi qua khu mì gói cũng hầu như hết trơn luôn các bạn ơi, mì gói, đồ hộp, hết trơn luôn.
Nhà piano chủ yếu cũng không có nhiều, đủ dùng trong 2 tuần. Sau 2 tuần đó thì tính tiếp, tại vì nhà piano cũng còn nhiều thực phẩm, chứ cũng không có ham hố mà đi trữ nhiều như. Thôi mình đi mua đồ xong rồi mình chuẩn bị đi về nhà nhé các bạn. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Có gì Vin sẽ cập nhật thông tin thêm cho mọi người.